Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem một cái hậu trường của một cái video nó từ rất lâu rồi. Nhưng mà cái hậu trường này thì tới nay tôi mới có edit được cho mọi người. Thì cái video chính là mọi người sang kênh YouTube của anh Mai Đen Play và mọi người tìm cái video là Mai Đen cùng các partner đi tìm danh tính admin. Thì đó chính là video mà anh Mai Đen đã cùng trốn tìm BT là admin của Game Play Together thi đua với nhau. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở trong video đó là sẽ có sự xuất hiện của hầu hết các partner của Game Play Together mà ở Việt Nam, chỉ có thiếu thêm một vài người nữa thôi. Thì đó cũng là cái lần đầu tiên mà mình được gặp với các bạn partner khác. Và cái điều này nó thật sự rất là ý nghĩa luôn. Mình nghĩ là mọi người ai cũng sẽ ngại giống mình hết, nên là nhờ có anh Mai thì mọi người mới có thể gặp nhau và chơi cùng nhau á. Thì em rất là cảm ơn anh Mai nha. Ok, còn lát nữa thì mình sẽ cho mọi người xem cái video hậu trường. Nhưng mà trước đó thì cùng mình làm một vài công việc hàng ngày đó nha. Hello mọi người, hiện tại mình với các chị trong cộng đồng Content Creator đang tham gia một cái cuộc thi tên là Miss Play Together, và cái phiên bản của nhà sáng tạo nội dung là sẽ có top 5 nha mọi người. Ở ngoài ra thì nó còn có một cái cuộc thi cũng là Miss mà nhưng nó là top 50 của các bạn khác nha. Thì đây chính là link bình chọn cho cái cuộc thi này. Trong top 5 này thì sẽ có chị Gum nè, có bạn Ngọc Hương nè, có chị Hạt Tiêu nè, có tôi nè. Đó, thì mọi người bình chọn cho, mọi người bấm vào link bình chọn ở đây. Sau đó thì mọi người trượt xuống và chọn số báo danh của nhân vật mình thích, và mọi người chọn câu châm ngôn ở đây mà mọi người thích nhất nha, rồi bấm gửi thôi. Và mình cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ cho mình một lượt bình chọn ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Để xem hôm nay tôi ra được cái gì. Có viên kim cương nào không ta? Đoán xem. Trời ơi, xong rồi, không có viên kim cương nào rồi. Ê, dạo này cái hộp vịt rất là xu nha. Hôm nó cũng được 3 viên, cũng chấp nhận được ha. Nhưng mà mọi người có đoán chờ xem là mình unboxing cái hộp kỳ lân ngày hôm qua đã ra được những món gì không? Cùng xem nha. Không biết bằng một thế lực nào đó mà cái nick Sunny, cái nick thứ ba của tôi ấy mọi người, nó đã su từ rất nhiều ngày rồi. À không, từ rất nhiều tuần rồi mọi người. Có ai mà nó mở ra cái vách ngăn không? Mà nó su một mình được rồi nha. Không, nó phải kéo thêm nhỏ Sunny Trang, nó su cùng hay sao mọi người. Ê, bây giờ tôi mới rút ra được chân lý nha, là khi nào cái nick chính nó su á là cái nick phụ nó hên, mà khi nào cái nick phụ nó su thì em ơi, không nghĩ là cái nhân phẩm của nick chính luôn ấy, tưởng nick chính là nó ra bàn bếp luôn á mọi người. Cái đoạn này tôi không có quay lại video để hú hét cho mọi người nghe, nhưng mà thực sự đoạn đó tôi rất là sững luôn ấy. Chốt tầm mắt tên nè, đừng quên trượt xuống dưới cho Nhi một nút like và bấm vào nút đăng ký để xem những video mới nhất của Nhi nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành, have a nice day. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cho mọi người xem cái hậu trường đó nha. Nhưng mà tôi có một câu đố với mọi người, là mọi người thử để ý một chút và xem thật kỹ, là xem có một partner nào trong số bọn mình không có mở một lời nào luôn, từ đầu video đến cuối video nha mọi người. Một câu cũng được tính, nhưng mà bạn này là không có nói một lời nào luôn. Thì mọi người cùng xem và đoán là ai nha. Ok, cùng xem thôi. Nó đang thao túng tâm lý nha em ạ. Ba giống gặp hôm nay lạ quá. Ủa alo. Chết. Chết. Giang hồn. Bây giờ mình sẽ đi qua đây mình chào, xong rồi mình chạy qua một cái là nó sẽ có nhiều bất ngờ. Rồi tranh thủ lúc Mai đi ra mình chụp hình nè. Ok, cũng được. Nói chung em phèn mà chị, em đâu có cái tích đâu mà đứng với mọi người. Mọi người chụp đây, mọi người chụp xong rồi báo cho em biết nha. Ok, hello mọi người nha, lại là mình Mai đang đây. Hôm bữa tôi đăng một cái clip gọi là chơi Play Together với lại admin, và tôi thấy mọi người khá là thích á, cho nên là hôm nay tôi đã rủ thêm admin Play Together vào chơi. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, đó chính là cho mọi người xem nè. Đó, anh em thấy gì không? Nguyên một cái dàn partner luôn em ơi, toàn là trai xinh gái đẹp không mà mọi người. Ủa nhưng mà khoan đã. Hơi bị xịn luôn nha anh em. Bao gồm là đó, có admin Play Together và nguyên một dàn trai xinh gái đẹp của partner luôn anh em ơi. Đó mọi người ơi, chào đi mọi người ơi. Hello. Hello mọi người. Quên, tôi chưa giới thiệu cho mọi người. Hôm nay có những cái người cùng đi học với tôi, đó chính là Mel cơ trưởng nè mọi người. Người tiếp theo đó chính là Lia nè. Người tiếp theo đó chính là Hạt Tiêu nè. Đó, tiếp theo đó chính là Xuân Nhi Chan. Ông chú tìm PT này là quen rồi nha anh em. Tiếp theo là có Rút Play và anh Nana TV nha mọi người. Đó, 2-1. Nhưng mà hôm nay có một cái điều đặc biệt hơn, đó chính là nếu mà tụi tôi đi học mà thật là có thể là kêu ống số mặt luôn nha mọi người. Tiêu ơi, Tiêu có muốn như vậy không Tiêu ơi? Alo. Mèo biết nói gì hả? Thôi ok. Mèo ơi, Mèo cơ trưởng ơi, bà có hào hứng giống tôi không vậy? Dạ có, tất nhiên là mình phải thắng rồi. Đúng rồi mọi người, tất nhiên là phải thắng rồi nha mọi người. Ok, không để chờ lâu nữa, bây giờ tụi tôi sẽ đi vào trường liền luôn nha anh em ơi. Ok, let's go. Đó là tôi sẽ đã
3, 2, 1 vô. À, nhưng mà khoan đã. Ủa nhưng mà bây giờ là học tiết nào đầu tiên nhà Nhi ơi? Sắp hết tiết nấu ăn luôn rồi. À đây. Trời ơi là trời, tụi tôi là học sinh đi trễ nha mọi người. Trong đây là toàn đang nấu ăn hết trơn rồi nè. Mà bây giờ mới vô học nè. Gần một chục người học sinh đi học là chưa gì vô trường là chưa học gì hết là đi vô ăn luôn nha anh em. Không hiểu luôn mọi người ơi. Nhi là ăn cá hồi à Nhi? Ủa Nhi là ăn cá hồi là sao? Là Nhi thích ăn cá hồi hả? Ăn cá hồi cho thông minh. Ủa vậy là ý tiêu là trước giờ Nhi không thông minh hả? Không anh, vì tiêu không được nào, ăn được cá rồi. Nào đừng chia rẽ tình chị em cũng vui. Trời ơi. Mèo ơi, tay lại qua chỗ anh cái mèo. Má, cái clip này hơi bất ổn nha mọi người. Ok. Má, kêu mèo admin. Hai, một, chơi. Là bây giờ là tụi tôi sẽ cố thắng nha mọi người. Đó, ok, bây giờ là Đi học. Ủa, đây. Đi học mà còn 15 giây anh em ơi. Hết tiết rồi anh em ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ xem là trong cái mầm bạch nơi này là ai. Ai sẽ là người tôi là người ít nhất hay sao mọi người ơi? À đâu, anh Nana cũng đứng nhà anh Nana ơi, anh xếp dưới em nha Nana ơi. Phòng mỹ thuật anh ơi. Đi phòng mỹ thuật ơi. Đi qua phòng mỹ thuật bà nội ơi, trời ơi là trời, bây giờ đi học mà đứng ngồi đứng chụp hình với người ta đi không nội ơi. Đi. Một điểm. Thật ra anh em biết sao anh em, tại vì tôi chưa bao giờ tôi đi học ở trong đây luôn mọi người ơi. Từ nhỏ tới lớn là đi học có vài lần là anh em. Ủa? Đây mọi người, quay. Hình như trong nguyên cái lớp này là có một mình tôi bê luôn hay sao mọi người ơi? À. Dưới em có cái tên anh đó. Trời ơi. Ok mọi người, hôm nay xác định được hai người gọi là đôi bạn cùng tí. Nó chính là bà Mai Đen và anh Nana TV nha mọi người. Chuyên gia đội sổ nha anh em. Sắp vô học mọi người, vô chơi luôn anh em. Đó, sẽ ngồi kế Ủa? Hết chỗ. Trời ơi là trời, Mai Đen hay là Mai Đen. Mày ngồi mày đứng mày ngồi trong tối cho bây giờ hết chỗ học luôn rồi. Xuân Nhi ơi. Dạ. Xuân Nhi ơi. Dạ. Đang được bao điểm nhỉ? Trời ơi, anh hỏi cái em quên số luôn rồi. Chết. Trời ơi, sorry. Mọi người, nếu mà hỏi mà quên số thì có một người để tôi hỏi được, đó chính là Nana TV nha mọi người. Nana đâu ta? Anh có ổn Nana ơi? Anh đang tập 40 phút nữa tập trung. Anh đang tập trung rồi, xin lỗi luôn mọi người. Trời ơi. Đây, có thêm 3 mọi người. Ghê vậy Tiêu. Mọi người ơi. Ông admin được điểm ép mọi người ơi. Đây ông ơi. Gì vậy ba? Ok. Alo, ông được điểm ép chứ gì nữa, trời ơi, anh mới được điểm ép mà. Ông bê chồng hả? Trời là trời, quê nha Mai. U là trời luôn, bây giờ tới tiết tiết của. Ủa anh em, vậy là xong hả mọi người? Hết rồi đó anh. Học được có 3 tiết luôn á mọi người ơi. Mai thua rồi. Với ai thua, trời. Nhưng mà Mai đã thua đâu mọi người, nãy giờ em đã học cái gì đâu. Em chút nha, em phải hết bàn này em mới ra được. Ai à? Ai vừa nói à? Mèo. Trời ơi là trời, bà mèo. Trời ơi, nãy lúc chơi map băng ấy bị rơi xuống xong rồi không leo được lên. Nó cứ chạy vòng vòng ở dưới biển. Đi học mà gì đâu mà để ép luôn bà Lia đó. Đâu? Tại con ăn gì bà nội, ai bà cũng kêu điểm ép bà với điểm ép á. Ủa nãy rõ ràng hồi nãy em nhớ là mèo điểm ép mà ta. Không có ai điểm ép hết á, có em á. Lát có anh, chắc lát á. Tí nữa là một bức ảnh tập thể đi mọi người. Không, ai gánh. À, ý là Lia đâu có rủ Mai đâu đúng không? Tại Mai làm gì có cái đỏ đỏ trên đầu đúng không? Làm gì có cái đỏ đỏ trên đầu cho nên Lia đâu rủ Mai đâu đúng không? Sao chưa thế? Mọi người bye bye đi mọi người ơi. Bye bye mọi người. Ok bye bye mọi người nha. Đi về nhà ai? Về nhà em mọi người. Mèo kêu nhà em kìa. Nhà mèo cũng được. Mèo trốn tìm để chế độ nhà riêng tư ạ. Trời là trời, bà mèo. Mẹ em mở ra để em kì xin. Không biết mẹ có nhớ không nhưng mà hồi hồi đi offline ấy, hồi đi họp báo mẹ anh đã từng nói chuyện với em rồi. Và cái câu anh nói em kỳ xàm luôn. Là người nhớ hết. Trời ơi. Em nói chuyện với tất cả mọi người. Mọi người có nhớ, nếu mà mọi người nhớ thì em chỉ nhớ em nói chuyện với mèo đó, chính là em hỏi là anh ơi, anh có chơi game Play Together không? Tụi mình đi coi phim đi, có cái phim mà bỗng nhiên trúng số hay vài cái chữ không? Dạ ok. Ui em cũng sắp đi xem phim đó. Ai vừa nói á? Nhi hả? Ừ. Ờ Nhi vậy giờ hôm đó Nhi sắp xếp bay vào Sài Gòn đi coi chung với tụi anh đi, xong rồi Nhi bay ra ấy lại ra Huế. Ok anh. Ok vậy chốt nha. Ok. À là trời, bà Mèo. Ở đây có 8 người và bà Mèo bà muốn 80 sao để bà mới tẹt á trời. Trời cho em một trời, Mèo làm gì vậy? Đông lắm nha. Mèo ơi, người ta vào đông lắm thôi. quên, xin lỗi. Rất là công trình nha Mèo nha. À, mèo cơ trưởng bật rồi nha mọi người, mèo cơ trưởng là giận dữ rồi đó.
hay bé. Hay là bấm hơi lỗi. Tao rút. Rút nó đang bấm điện thoại. Rút, rút, rút. 3, 2, 1. Mai đang cảm ơn mọi người đã tham gia clip ngày hôm nay nha. Ok, mình cũng cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mai Nhi xàm xí gì nha. À mọi người, ngoài ra thì mình có một kênh YouTube thứ hai làm về vlog cá nhân. Thì ai tò mò về cuộc sống cá nhân của mình có thể sang đó và cho mình một nút đăng ký ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Sayonara. Và tạm biệt.